chồng không cào mất hải thì quay em. Mèo. Mèo mèo mèo. Mèo đi học về hả? Quay là sau đưa lên tiêu đề là mông bác lái xe xúc. Thiệt hả? Hôm nay thiệt hả hết cả nhà cũ, chuẩn bị xây nhà mới đây. Làm mà có phó bí thư chi bộ giám sát đi. Nhiều thợ ghê. Nhiều thợ ghê. Chắc cái dây nó không phải đâu, dây nữa nó bắt qua xéo qua bên mini mà. Hết hơi rồi. Đồng chí Thảo đang ra tay giúp phụ nữ. Ôi anh đừng. Cái nó anh Thảo. Cái nó đốt giấy vàng mã mà. Đốt mã. Không, không phải đốt đâu. Đốt giấy vàng mã của để Nguyệt lấy mà. Trăng trăng, mặt trời cũng trăng, cái gì cũng trăng. Mèo mèo. Cô ba đâu, cô ba đâu, cô ba đâu. Đó là cô ba đó hả? Bác Năm đâu, bác Năm đâu. Ủa anh Danh nhắn đi đâu mà lâu ghê đây. Mẹ đâu? Đúng rồi, mấy cái nó đem đổ đây cho họ. Rột đi luôn. Bà sen bà chuẩn bị bà làm nhà có mấy cái cửa kia cái bà có lấy không biết. Thank you.
Bao nhiêu cái gương nó đem đi rụt phí dễ sợ. Từ làm chi chịu có phải? À thì không làm chi thì rụt thôi chứ. Tí ô tô nó đứng ngoài kia mà. Dựng luôn ngoài kia. Ông anh, đi qua bên giùm hai cái tủ coi giùm em, bỏ chuẩn đi cho bỏ xa đi nha. Chủ nhà là người mặc áo đỏ đang đứng chống nạnh đó. Thì anh có xanh đi nè. Mặc áo đỏ, quần jean, đội mũ bảo hiểm. Đi bộ cũng đội mũ bảo hiểm vì sợ tai nạn giao thông, ngã té. Chân thương sợ khỉ. Mèo mà. Bắt tay, bắt tay. Bắt tay, bắt tay, bắt tay. Bắt tay, gọi ba đi, ba đâu? Ba Tùng đâu? Ba Tùng đâu? Cô ba đâu? Cô ba là ai? Cô ba là ai? Cô ba đây đây hả? Cô ba đây hả? Bác Năm đâu? Mặt dễ ghét dễ sợ. Bác Năm đâu? Mẹ Lan đâu? Cái mặt dễ ghét dễ sợ. Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Mẹ con đâu? Nhung mỏi cho bác coi. Nhung mỏi sao? Nhung lên. Nhung lên.